Tạp chí nhiếp ảnh Onaba Photo vừa công bố kết quả cuộc thi ảnh du lịch năm 2021. Đáng chú ý, tác phẩm Người bán đó của nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long nằm trong số các tác phẩm đã được vinh danh tại cuộc thi này. Đây là cuộc thi được tổ chức hàng năm với các chủ đề khác nhau, thu hút hàng ngàn nhiếp ảnh gia thế giới tham gia. Cuộc thi gồm một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 22 ảnh giải khuyến khích. Tác phẩm Người bán đó của nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long chụp tại làng Tất Diên đã có 200 năm làm nghề đang đó truyền thống ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hương Yên. Đây là vật dụng làm bằng tre nứa, đơn giản, gọn nhẹ và dễ sử dụng được nông dân diệt dùng bắt các loại cá tôm nhỏ ở sông Ao Hồ. Bức ảnh con người dùng lãnh nguyên của tác giả Julia Nevskaya đoạt giải nhất và giành giải thưởng 500 đô la Mỹ trong bức ảnh là gia đình Angelina Venga thuộc dân tộc Nenets cùng ba con. Còn về bộ lô chết là bức ảnh đem về cho Alan Croeder giải nhì cùng 300 đô la Mỹ. Bức ảnh lăng mộ Lenin của tác giả Paul Goody đoạt giải 3 với 200 đô la Mỹ. Tác phẩm cửa hiệu Bonto Chucoduri của Don Jacobson cũng nằm trong 23 ảnh vào tớp cuối của cuộc thi ảnh du lịch của năm.